Xin chào mọi người, hôm nay Lan sẽ giới thiệu tiếp về chủ đề hướng dẫn viết test case từ cơ bản đến nâng cao phần 3. Trước khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ Test Mentor nhé. Hôm nay thì Lan đã chuẩn bị có các cái bước tiếp theo, tiếp nối cái phần 1 và phần 2, đó là bước số 15, tối ưu hóa test case, bước số 16 mình sẽ kiểm tra môi trường kiểm thử, bước số 17 loại lỗi, bước số 18 là báo cáo kết quả kiểm thử và bước số 19 là kiểm thử giao diện người dùng. Bước thứ 20 là kiểm thử bảo mật và bước thứ 21 là kiểm thử hiệu năng. Thì mình sẽ đi lần lượt qua các cái ý nha. Thì ở ý số 15 mình tối ưu hóa test case. Sau khi hoàn thành viết test case thì mình sẽ xem xét lại và tối ưu hóa để đảm bảo là cái test case của mình hiệu quả trong cái quá trình kiểm thử. Dưới đây thì là một số cái gợi ý để mình có thể là tối ưu hóa cái test case. Đầu tiên đó là mình xem là cái test case của mình có cái nào bị trùng lặp hay không. Nếu bị trùng lặp thì mình nên bỏ đi và mình chỉ giữ lại một cái case thôi. Thứ hai là loại bỏ những cái test case không cần thiết. Mình sẽ xem xét xem là các test case mà không mang lại cái giá trị kiểm thử hoặc là không đóng góp vào việc phát hiện lỗi thì mình nên loại bỏ các test case không cần thiết và tập trung vào những test case quan trọng hơn. Ý thứ ba đó là trong cái tối ưu hóa test case là mình nên sắp xếp test case theo thứ tự ưu tiên để tạo ra một luồng kiểm thử nó có cấu trúc và dễ theo dõi. Điều này thì sẽ giúp bạn tiết kiệm được cái thời gian và năng lượng khi mà bạn thực hiện kiểm thử. Thế này ví dụ như là đối với cái trường hợp login ấy thì mình sẽ kiểm tra cái trường hợp login thành công trước, sau đó đối với cái trường hợp mà login không thành công thì mình sẽ kiểm tra sau. Tại vì là đối với cái màn hình login ấy, thì cái cây quan trọng nhất đó là cần login được vào hệ thống đối với cái account đã tồn tại trong database hợp lệ. Tiếp theo là chia nhỏ test case lớn ra. Thì cái việc mà bạn để cái test case nó quá lớn ấy, với nhiều các cái bước phức tạp, logic bên trong nó quá nhiều bước ấy, thì cái việc xác định lỗi hoặc là lốc bấc hoặc là tái sử dụng nó rất là khó khăn. Vì vậy mà để đảm bảo những cái yếu tố trên thì bạn nên tách nhỏ cái test case của bạn ra theo những cái mục đích cụ thể thay vì là gộp hết nó vào một thành một cái. Tiếp theo là kiểm tra độ bảo mật. Thì đối với những cái ứng dụng có yêu cầu bảo mật cao thì mình hãy đảm bảo rằng mình cũng có những cái defy, cũng có những cái trường hợp test case để kiểm tra cái độ bảo mật của hệ thống, như là phân quyền, rồi kiểm tra bảo mật dữ liệu và kiểm tra cái việc chống tấn công. Ví dụ như là khi mà mình đặt cái mật khẩu cho hệ thống website chẳng hạn, mình đặt làm sao cho nó đảm bảo cái security, như là không quá dễ đoán này, và cái mật khẩu đấy nó không nằm trong khoảng những cái password mà có thể đoán được. Ý số 16 là kiểm tra môi trường kiểm thử. Thì mình nên đảm bảo rằng cái môi trường kiểm thử của mình đã đáp ứng được cái yêu cầu của test case. Quan trọng là mình đã xác nhận với khách hàng là cái chương trình này khách hàng sẽ dùng trên máy Win hay máy Mac. Thứ hai là về trình duyệt, khách hàng sẽ dùng trên trình duyệt Chrome, Firefox hay là IE. Và đối với có yêu cầu về phần cứng, phần mềm gì không. Bước số 17 là phân loại lỗi. Thì phân loại lỗi sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề. Rồi cái này cũng là phục vụ cho việc báo cáo của bạn. Các cái phân loại lỗi thông thường như là lỗi về chức năng, lỗi về giao diện, lỗi hiệu năng, rồi lỗi bảo mật và các lỗi thông thường khác. Ý 18 là mình báo cáo kết quả kiểm thử. Sau khi mà mình đã chạy xong những cái test case, trong test case ấy thì mình cần phải làm một cái báo cáo để cho các bên liên quan có thể nắm được cái chất lượng hiện tại của phần mềm. Nó là một cái nhìn rất là tổng quan và danh sách các test case đã thực hiện kèm theo kết quả phạm lỗi hay là thành công, rồi có những cái phân loại lỗi kèm theo ghi chú này, có cả những cái thông tin về quan trọng về chất lượng phần mềm.
Như kiểu là mình sẽ đưa ra những cái đánh giá xem là với cái tỷ lệ mà test case bị lỗi là bao nhiêu phần trăm, trong số lỗi đấy thì có bao nhiêu cái trường hợp là lỗi cần phải, lỗi nghiêm trọng này, lỗi cao, lỗi vừa phải và lỗi rất là nhỏ, thì mình có thể xem xét được về cái chất lượng của phần mềm. Bước số 19 là kiểm thử giao diện người dùng. Thì kiểm thử giao diện người dùng là một cái phần rất là quan trọng của quy trình kiểm thử phần mềm. Nó đảm bảo rằng là người dùng có thể tương tác được với hệ thống này, các yếu tố như là định dạng hiển thị và các phản hồi, các cái tương tác đối với phần mềm nó hoạt động một cách là làm sao cho người dùng dễ sử dụng nhất. Bước thứ 20 đó là kiểm thử bảo mật. Thì ý này thì cũng có một ý nhỏ ở bước đầu tiên đã nói rồi, tức là trong thời đại 4.0 ấy, thì đối với cái nền tảng công nghệ số thì hiện tại có rất nhiều hacker có thể khai thác được các lỗ hổng của các phần mềm, cũng không hẳn là phần mềm, ví dụ như là phần mềm mà mình sử dụng của bên thứ ba chẳng hạn nó có lỗi bảo mật ấy, thì mình cũng nên thường xuyên cập nhật hoặc là đọc những cái thông tin về các cái bản vá lỗi của những cái phần mềm thứ ba, bên thứ ba mà mình sử dụng, để đảm bảo rằng là cái phần mềm của mình luôn luôn là gọi là mới nhất, để tránh những cái lỗ hổng bảo mật đã biết ấy, ở những cái version trước đấy. Và mình có thể kiểm tra các cái phân quyền của hệ thống này, rồi quản lý phiên làm việc và các vấn đề bảo mật khác xem nó hệ thống của mình có đáp ứng được không. Bước số 21 là mình có thể kiểm thử hiệu năng. Thì kiểm thử hiệu năng là quá trình mình có thể đảm bảo được cái phần mềm hoạt động một cách mượt mà và đáp ứng được một số concurrent user nhất định trong một khoảng thời gian. Thì mình sẽ viết các test case để kiểm tra những cái phần thời gian phản hồi, kiểm tra những cái chỉ số hiệu suất. Mình có thể dùng cái tool là Zmeter để giả lập cái concurrent user. Ví dụ một số cái website bán hàng ấy, thì mình có thể thống kê được là trong cái thời điểm mà sale lớn nhất ấy, thì có bao nhiêu khách hàng truy cập vào website và bao nhiêu khách hàng có thể tiến hành thanh toán. Thì ở đấy mình có thể kiểm tra được, mình giả lập cái số người dùng đấy thực hiện login vào website cùng một lúc, sau đó thực hiện đi vào các xem các sản phẩm chẳng hạn, sau đó họ sẽ tiến hành là mua, thì mình sẽ biết được là con cái máy chủ, máy server của mình đáp ứng được bao nhiêu người trong một khoảng thời gian. Nếu mà nó ít hơn so với cái khách hàng thực tế của mình thì mình nên làm sao để cho gọi là cải thiện về mặt tài nguyên, có thể mình nâng cấp cái con máy chủ của mình lên để đáp ứng cho khách hàng tốt hơn. Tại vì làm cho cái ngành kinh doanh thì mình bán được nhiều sản phẩm thì mình có lãi nhiều. Còn nếu mà việc mà khách hàng mà giả sử là tiến hành mua hàng chẳng hạn mà trong web của mình lỗi chẳng hạn, thì điều đó sẽ gây ra rất là nhiều cái hậu quả, như là gọi là cái giao dịch đấy không thành công này, sẽ không mang lợi nhuận về cho công ty, sẽ gây ra những cái tổn hại về uy tín của trang web cũng như là thương hiệu đấy, thì nó sẽ không tốt. Vì vậy là mình cũng nên chú ý đến cái kiểm thử hiệu năng này. Như vậy là Lan đã chia sẻ xong cái phần hướng dẫn viết test case từ cơ bản đến nâng cao phần 3, bao gồm có từ mục bước số 15 đến bước số 21. Thì trước khi kết thúc video thì mọi người đừng quên nhấn like và subscribe để Lan có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.